Yo! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lý đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của tựa game Evoware.io. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và các bạn ơi, hôm nay mình đã liên kết được cái tài khoản rồi nha các bạn. Lần sau sẽ không sợ mất nữa. Nhưng mà mình vào các bạn chưa, các bạn vào phần profile, các bạn vào phần account nhá, để các bạn tạo nick rồi các bạn liên kết. Đấy, thì cái nick của mình nó khá là dễ bị phát hiện nên là mình không ấn qua. Ấn qua mất công lại bị hack mất cái nick thì cổ. Mặc dù cái nick này nó cũng chả có gì đâu, nhưng mà cứ phải giữ kín kín xíu ha. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ cùng xem là cái phần collect này hôm nay mình mình được mấy cái dương các bạn. Phải mở xem nó có cái gì bên trong á, để có gì mang ra xài các bạn. Đấy. Nhưng mà đồ không ngon lắm. Ôi dồi. Đấy. Nói chung là hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi lại cái bản cũ đó các bạn. Mình sẽ mấy cái emoji này khá là xịn đấy chứ. Đó, nói chung là bây giờ có mấy cái này sưu tập rồi ấy thì mình nghĩ là nên sử dụng thì nó sẽ ok hơn. Rồi, hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục chơi, đó là cái phải nói như nào nhỉ? Vẫn tiếp tục chơi cái chế độ Halloween nha. Bữa nào nó hết cái chế độ Halloween là không có để chơi đâu, cho nên là giờ tranh thủ chơi. Rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa. Get go. Hình như là mình vào lúc nó bắt đầu trận đấu này. Tuyệt vời nhá. Đây, một đam đam vô con bot nó sẽ gấp đôi đam vào con thường nhé các bạn. Đấy các bạn, nói chung là crit đam này, xong rồi cái sử dụng skill, sử dụng nút E này. Tập trước thì mình không có để ý ấy các bạn, nên là mình không biết là sử dụng skill ở nút E các bạn ơi. Đấy. Trời, đập cái này nó rơi đồ gì buồn cười vậy. Chủ, đập cái này rơi ra một đống cái lưỡi làm luôn các bạn. À, thằng kia ra đây. Thằng kia ra đây anh bảo. Ok, bây giờ bắt đầu là cố gắng phá đảo cấp độ 40 nhá. Nhưng mà cái bản này chắc là chưa phá đảo được cấp độ 40 đâu. Mốt mà chờ mấy cái bản sau ấy thì dáng phá đảo cấp 40 sau. Ôi như đây con bot này. Mọi người kêu đấy con bot thì được nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng mà quan trọng là phải biết né cái dao nó ra. Đấy. Vậy. Ơ! Mẹ dính vào cái gai chết luôn ạ. Bữa thật. Mình không biết các bạn ơi, mình không biết là dính vào cái gai là chết. Nên là mình mới ngu ngơ như thế. Hy vọng là các bạn thông cảm cho bé Vũ Lít. Trời ơi, vậy là dính cái gai vẫn ăn đòn nha các bạn ơi. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Tầm này... Ôi à! Vai trưởng bị trích điện này, cay tết nhờ. Chưa gì thấy khúc đầu là hơi chệch choạc rồi nhé các bạn. Khúc đầu là ăn hành hơi nhiều ấy. Bị nó trích cho cú điện là hơi buồn rồi đấy. Nhưng mà chứng tỏ là bọn đấy nó cũng biết chơi các bạn ạ. Hiện tại là mình hạng 7 nhá. Hello baby. Hello Hursley à. Ui, vai đồng quy vô tận ạ. Vai trưởng ạ. Hello Hursley. Bọn này nói chung là tầm này là ai cũng biết chơi rồi đấy. Hồi trước là mình hay phá đảo là bởi vì chúng nó chưa biết chơi. Tầm này chúng nó chơi hay hết rồi cho nên là cũng hơi khó cho Vũ. Mình có nên đi săn con bot tiếp không ta? Bị nó bắn lửa cay thế nhờ. Trời ơi, phế loài kèn đến từ vị trí của Vũ Lít luôn các bạn ơi. À đây rồi. Có điện, có điện. He he he. Đấy. Có điện là chơi nó khác ngay các bạn. Đâu phải mình có điện, nó cũng trích điện mình ạ. Cay tí. Từ lúc mới game nó cập nhật kỹ năng thêm mà đánh khó dã man luôn đấy các bạn. Này nó có điện này, thằng này à không có lửa chứ không có điện. Chạy này, có điện, có điện. Anh Vũ đã có điện. Nói chung là tầm này chơi nó sẽ khó hơn ngày xưa rất là nhiều các bạn. Mình có điện nhưng có lửa. Cay tí nhờ. Nãy giờ chưa gì ngủ mất 5 mạng rồi các bạn. Thề chứ gà vậy. Vẫn chưa được lĩnh ngộ được mấy cái điện cũng như là mấy cái lửa này lắm các bạn nhé. Nên là nó giật mình à? Ủa? Sắp tiên mình thấy có ai giật vậy ta? Giật nè, đứng lại. Mặc dù là thời gian giật cũng khá là nhanh ấy, nhưng mà bù lại thì phải có lửa. Có lửa này, bắn cái gì? Bắn này. Nó có lửa nó bắn luôn mà các bạn. Áo Makada giật. Đang có cái X2 đam thì cứ thêm mà xài thôi các bạn. Không sao. Từ từ thì sẽ chơi hay thôi. Đâu phải là ai sẽ chơi hay từ đầu đâu đúng không? Nhưng mà cảm giác là đam nó vẫn không được ấy nhỉ. Đam nó không được, kinh nghiệm nó vẫn chưa được tăng mấy ấy. Ê, lửa. Xin miếng lửa nha. Chiu. Xài. Cái lửa này dùng đánh lạc hướng tốt đấy chứ đúng không các bạn? Con bot đâu nhỉ? Mình muốn chạy qua farm bot ghê ấy. Muốn chạy đi săn bot. Ê, nó giật tôi. Cày thế, nó giật tới mình xong nó
mình không kịp làm gì luôn, khó dã man luôn đấy các bạn ạ. Từ lúc các bạn nghĩ là mấy cái này nó không có tác động gì, chứ mình thấy nó tác động quá trời đến game luôn đấy. Tác động quá trời nhiều đến game luôn. Mày nè, nhờn. Mình hạng mấy? Hạng 6 à? Đánh con zombie coi. Rồi mày đi farm với con zombie. Ê! Vai lều ạ. Có khi hôm nay mình lập kỷ lục mới trong game bạn. Lập kỷ lục chết nhiều nhất trong game à? Có được tính là một cái kỷ lục không các bạn? Lập kỷ lục chết nhiều trong game có được tính là kỷ lục không anh em? Hello, ăn lửa ngay. Có khiên là phải đi săn đấy các bạn. Ừ, rồi hết khiên. Hết khiên thì vẫn đi săn nha. Có khiên phát là mình chạy đi mình săn luôn các bạn, gặp đứa nào cũng đánh. Ờ chắc thể chạy qua bot làm tí vậy. Ê có điện nha, có điện. Thề chứ cái điện này nó im ba vãi trưởng luôn đấy. Hello. À thằng này. Thằng chim anh to vãi nhiều hồi đấy, nó vừa mới đánh mình đúng không? Hello Picasso nha. Mình phải ke lại mấy kia mới được. Còn đấy mình nhớ cái thằng kia nó vừa băm mình. Trưởng. Nó chỉ trưởng có một khúc ngắn thôi các bạn ạ. Nó cái lửa đấy nó cũng chỉ trưởng có một khúc ngắn thôi, nó không có trưởng có khúc dài quá. Nên là cũng hơi khoai. Hơi ít kinh nghiệm nha. Mà mình lên hạng 2 rồi đấy. Lên hạng 2 hôm nào mình không biết đấy. Ờ đi xuống săn bot các bạn ơi. Mình nghĩ là đi xuống săn bot đi. Xuống săn bot vẫn là hợp lý nhất đấy các bạn ạ. Giờ chúng nó thằng nào cũng có phóng điện hết. Toàn là mấy thằng dã man rồi đấy. Simatit. Sợ, bọn này giờ nó đi săn bot nhiều. Ố thằng kia nó bị dí cái kia mà không sao rồi ta. Boom. Ui 600 kinh nghiệm luôn. Ê nhiều nha, 600 là nhiều á. Đập bot. Đập bot là nửa cây này. Đấy. Ơ nó bắn trái tim kìa. Anh ơi. Mình phóng điện mà không ngăn người ta. Cay tê à. Không sao, hôm nay tớ đã gọi là lập được cái kỷ lục gọi là chết nhiều nhất rồi các bạn ạ. Đúng là Vũ Lít. Người gọi là chuyên đi lập kỷ lục ngược các bạn nhé. Một điện này. Thế chứ từ lúc đó nó có mấy cái kỹ năng phóng điện phóng đủ người cái chơi game nó thành ra cái game kỹ năng cao rồi các bạn ạ. Ủa thế mà thua sương mới có 9 lần nằm xuống chứ mấy. Ủa thằng kia nó sao nó tay nó nhanh vậy, anh em, bọn này tay nhanh quá đấu không lại cho nó anh em bạn ạ. Thằng này đập một cái đi, rồi mày đập một cái đi. Thằng này đập liên tục vậy mày. Đây là vào 24 rồi. Quan trọng là chơi mấy cái này đấy, quan trọng là mấy giây cuối đấy các bạn. Con này 300 đam thì nó cũng con mấy con boss thì nó cấp độ. Ê có điện. Anh Vũ Điện Tử. Việt Nam mà mình nghĩ là những người Việt Nam mà chúng ta nên đùm bọc lẫn nhau, không nên đánh nhau các bạn ạ. Mày ăn điện ngay chứ. Mấy cái điện này khó chịu ha. Nó dám giật điện cả con to luôn. Nó giật điện cả con boss nó đánh luôn ạ. Bựa nhân thiên. Ui nhiều điện quá. Giật của mình giật lan luôn các bạn ơi. Tranh thủ có tia điện là đi săn thôi các bạn. Ê. Nó có khiên ạ, cày thế nhờ. Mình có điện còn bạn đây có khiên. Khiên với chúng tôi này. Double kill, tôi có khiên. Có khiên là tôi thời điểm đi săn đấy các bạn. Ok, có khiên là phải đi săn nhá. Mình lập kỷ lục chết nhiều nhất nhưng mà vẫn top 1 không? Thế nó mới đẳng cấp chứ đúng không các bạn? Lập kỷ lục mặc dù là chết nhiều nhưng vẫn top 1 không? Thể hiện cái đẳng cấp liền. Kiếm mấy con to đi săn coi. Có cái giật điện này. Qua cái giật điện này kiếm con hơi to bất thường một tí đi săn là hợp lý này. Mình vẫn đang hạng 5 các bạn ạ. Khó đấy, mình nghĩ là trận này top 1 khó. Chạy. Level 29 rồi đấy. Ô, không biết là nó có tăng cái ấy không nhỉ? Không biết là nó có tặng. Hello. Sợ mình. Cái lửa này nó bắn hơi ấy ha. Nó không đến mức độ kinh quá ha. Giờ kiếm đâu ra điện đây nhỉ? À có lửa, mình không thích lửa. Ê có khiên. 4 giây, 3 giây, 2 giây. Nhanh quá, hết nhanh quá các bạn ơi. Cái khiên này hết nhanh quá. Ok. Mày đừng có đuổi tao. Đuổi tao giật điện đấy. Thấy chưa, bảo mà. Ê có khiên này từ từ nhá. Chờ thằng nào nó loài tới mình sẽ đớp cái khiên. Trời không có nào lại gần ta. Kiếm bắt đầu to lại gần mình làm cái khiên cái xong mình giật nó nhở. Đập. Ok này, từ thân thực tử này. Từ thân thực tử Vũ Lít. Vũ Lít đẹp dai này, toàn lửa thế này.
Bắn mấy cái lửa đi coi. Bắn mấy cái lửa đi coi. Úp. À vẫn được kinh nghiệm à. Mình dùng mấy cái lửa này mình bắn bot thì có đỡ không nhỉ? Hello baby. Cày thế. Back to the game. Ủa, cái gì đấy? Cái gì vậy ta? À ra mấy cái khiên à. Được nha, có mấy cái khiên này ngon nha. Có mấy cái khiên này ngon nha, ra đớp khiên tiếp các bạn ơi. Mấy cái khiên này hợp lý á. Đập ra đi, đúng rồi. Đập ra khiên đi, đập ra khiên. Ê, anh dài. Anh dài, đừng dí em. Quỳ ác quá nhờ, lên hạng 4 nó mới bị quỳ ạ. 6 giây cuối. 6 giây cuối, ê. Nhưng mà đứng ở chỗ này có vẻ như dễ combat hơn. Mà hết game rồi. Trời ơi, lập kỷ lục mới luôn đấy chứ. Trận này chắc phải ngủ phải 3-40 lần các bạn đâu. 11 lần, vãi trưởng. 11 lần nằm xuống từ vị trí của Vũ Lít. Quá là củi bắp luôn. Rồi, và chắc là mình sẽ tạm dừng cái clip đây thôi nhá. Mấy hôm nay là mình cảm thấy hơi ghiền cái game này trở lại, cho nên mình sẽ quay nó hơi nhiều chút xíu. Nếu bạn nào thích thì các bạn có thể ủng hộ mình việc bấm like, chia sẻ. Còn không thích thì các bạn có thể lướt qua ha. Còn bây giờ thì goodbye.